Xin chào bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hay độ xe, hay lắp phụ kiện, hãy cứ gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường sẽ không review xe hay chia sẻ các bạn về một chiếc xe nào hết, mà Cường sẽ tâm sự với tất cả các quý khách hàng. Lâu lắm rồi Cường chưa làm một cái video tâm sự để chia sẻ thông tin đến tất cả các quý khách hàng. Không những khách hàng mua xe Ford hay là khách hàng yêu thích xe Ford, mà tất cả luôn các bạn, tất cả các hãng luôn. Thì Cường muốn làm một cái video này để chia sẻ các bạn, đó là cái câu chuyện khi chúng ta mua xe ô tô, khi mua xe ô tô chúng ta nên gắn cái option gì. Để mình hiểu rõ được cái thông tin của từng cái loại option, nó có tác dụng như thế nào, mức chi phí nó ra làm sao và tại sao chúng ta nên gắn, để khi mình quyết định mình làm cái option đó, mình cảm thấy cái số tiền mình bỏ ra được xứng đáng. Để cho các bạn không bị cái tình trạng là mình mất tiền mà mình không nhận lại được cái gì hết, không đúng cái nhu cầu của mình, thì dẫn đến cái tình trạng là mình mất tiền mà nó rất là hoang phí. Còn có những cái option rất cần thiết, thực tế rất cần thiết nhưng mà mình không biết và mình không có làm thêm, thì trong quá trình sử dụng mình lại thiếu thốn, thì lúc đó mình lại làm thêm, nó mất thời gian và nó không được thỏa mãn, không đúng cái nhu cầu của mình. Thì đó là cái nội dung của video ngày hôm nay. Thì hôm nay Cường sẽ chia sẻ cho các bạn đâu đó khoảng tầm 20 cái option từ rất cần thiết tùy nhu cầu và nâng cao. Và Cường sẽ lấy điển hình là chiếc xe Ford Everest để Cường chia sẻ các bạn về những cái option. Bởi vì Ford Everest thì rất là nhiều cái option có thể gắn, cho nên là các bạn cũng có thể lấy đó làm cái hệ tham chiếu để mình có thể gắn lên chiếc xe của mình. Thì những cái option này thì cơ bản thì đều gắn cho tất cả các dòng xe rồi các bạn, nhưng mà Cường chỉ đích danh chiếc xe Ford Everest ở đây để mình tiện theo dõi thôi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Thì video của Cường có thể là nó sẽ hơi dài một xíu, nó khoảng 20 phút. Thì các bạn chịu khó xem hết video để xem hết lần lượt 20 cái option từ rất cần thiết cho đến nâng cao là gì nha. Ok, bây giờ bắt đầu là rất cần thiết. Ở cái option rất cần thiết có nghĩa là khi mua ô tô các bạn nên lên cho Cường những cái option của rất cần thiết này. Rất cần thiết chỉ có 3 cái option thôi, nó rất cần thiết luôn các bạn. Đầu tiên đó là phim cách nhiệt. Phim cách nhiệt thì các bạn cũng biết rồi, tất cả các dòng xe ô tô hầu như là không có chiếc nào mà không dán phim cách nhiệt các bạn. Xe nào cũng dán phim cách nhiệt. Thì các bạn cũng biết được cái công dụng của nó rồi. Nó chống những cái loại tia, ví dụ như là tia UV, tia cực tím, tia hồng ngoại. Nó bảo vệ cái làn da của chúng ta khi mà chạy băng băng ngoài đường, không có bị lão hóa, không bị ung thư da, đặc biệt là chị em phụ nữ. Thứ hai nữa là nó làm nó chống lại những cái tia đó, thì nó sẽ hạn chế cái nhiệt nó bay thẳng vào trong cái khoang xe, cái khoang cabin của chúng ta, dẫn đến cái không khí ở bên trong nó mát mẻ hơn các bạn. Nó mát mẻ hơn thì nó dễ chịu hơn, ngồi bên trong thoải mái hơn. Bật điều hòa đỡ phải bật gió cao hơn, nhiệt độ thấp hơn, thì nó sẽ dẫn đến là tiết kiệm nhiên liệu hơn. Rồi cái thứ ba nữa là nó bảo vệ những cái đồ đạc ở bên trong các bạn. Nhựa, da các thứ nếu mà quá nóng thì nó sẽ hay bị hư, bị lão hóa nhanh, bị giòn nhanh. Còn nhiệt độ tốt thì những cái vật dụng nó được bảo vệ rất là tốt. Đó là ba cái công dụng chủ yếu của phim cách nhiệt. Còn một cái công dụng thứ tư nữa là nhìn cái xe nó đẹp. Các bạn để ý những cái xe nào dán phim cách nhiệt, nhìn cái tối màu bên trong nhìn rất là đẹp các bạn, nhìn nó rất là sang trọng. Còn nếu mà không dán nhìn cứ hở toát, nhìn thẳng qua bên trong nhìn rất là xấu, và nó kiểu như là nó không có được chắc cái xe, không được riêng tư cho cái không gian bên trong các bạn. Thì đó là cái công dụng của phim cách nhiệt. Thì ô tô nào cũng vậy, các bạn cũng nên dán bộ phim cách nhiệt. Thì phim cách nhiệt có rất là nhiều loại, vài triệu cũng có, hai ba chục triệu cũng có. Thì cái đó tùy vào cái túi tiền của chúng ta để chúng ta sở hữu được một cái bộ phim nó hợp lý. Còn về chất lượng thì Cường cảm thấy là thứ nhất á, là các bạn, cái số tiền mình bỏ ra một cái bộ phim khoảng tầm 7 đến 8 triệu rồi, các bạn đã có một cái chất lượng nó tương đối là ok rồi. Nó tương đối là ok rồi các bạn. Những cái chỉ số chống tia UV, tia hồng ngoại, tia cực tím nó rất là ok rồi. Thì với cái tầm tiền khoảng 7 8 triệu đổ lên là mình đã cảm thấy tin tưởng được cái chất lượng mà mình bỏ ra. Còn ở dưới cái mức đó thì 2-3 triệu thì Cường nghĩ là với 2-3 triệu thì một bộ phim cách nhiệt nó rất khó để đảm bảo những cái thông số đó nó có cái chỉ số cao các bạn. Mà lúc đó 2-3 triệu thì kiểu như là mình dán cho có thôi. Còn về thực sự mà nói thì cái công dụng của nó chưa đạt đến được như là những cái bộ phim nó cao tiền hơn. Tuy nhiên khi các bạn bỏ tiền đó rồi, các bạn vẫn phải nên chọn một cái cơ sở nó uy tín một xíu. Ví dụ như là các bạn làm trong hãng thì trong hãng như Ford bên Cường nha, các hãng khác thì Cường có thể Cường chưa trải nghiệm, mình chưa biết. Nhưng mà bên Ford bên Cường á, nguồn gốc phim thì Cường đảm bảo cho các bạn rồi. Dán xong Cường lấy máy Cường test cho các bạn luôn, người thật việc thật luôn. Chưa dán, nó là như vậy nè.
dán xong đo lại cho các bạn, nó là như vậy này, những cái thông số của nó rất là cao, chống 100% tia UV, tia hồng ngoại chống đến 70-80%, tia cực tím cũng chống đến 70-80%, rất cao. Ngồi bên trong cái xe nó khác hẳn lên, lấy máy đo các bạn luôn. Nguồn gốc phim thì yên tâm, bảo hành 10 năm. Đó. Thì thứ nhất là cái số tiền mình bỏ ra mình cân đối một xíu, thứ hai là mình chọn những cái cơ sở người ta đảm bảo cái uy tín cho mình là ok các bạn. Rồi đó là về phim cách nhiệt ha. Cái option thứ hai nữa là camera hành trình. Camera hành trình các bạn cũng nên gắn. Nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn gắn cả đằng trước cả đằng sau luôn, nó có vài ba triệu à. Và nếu không gắn đằng trước cũng được. Còn có những cái loại cam nó còn có cả bản đồ, các thứ dẫn đường, cảnh báo tốc độ, đọc biển báo vân vân. Thì những cái dòng cam nó sẽ cao tiền hơn, nhưng mà ít nhiều thì các bạn cũng nên gắn. Không công dụng này cũng công dụng khác, nhưng mà ít nhất là phải có cái ghi hình. Bởi vì các bạn biết là với cái tình trạng giao thông phức tạp như ở Việt Nam hiện nay ấy, thì có cái camera hành trình này trong những cái tình huống nào đó các bạn xảy ra bất lợi về tranh chấp hay là bất lợi về cái quyền lợi của chúng ta, thì cái camera hành trình nó là một cái yếu tố nó giúp cho chúng ta rất nhiều trong cái việc là bảo vệ cái quyền lợi của chúng ta. Cứ nói đơn giản thôi các bạn, không cần sâu xa. Nhiều khi nó chỉ xảy ra một lần trong đời thôi, nhưng mà một lần đó là nó cứu các bạn luôn á. Nên gắn cái camera hành trình, ít nhiều thì cũng phải gắn các bạn, đừng có chủ quan nữa nha. Hằng ngày thì mình kiểu như là mình không đụng đến nó, mình không kiểu như là nó không cho mình cái tác dụng mà mình cảm nhận được hằng ngày diễn ra. Nhưng mà đến một lúc nào đó các bạn sẽ thấy à, thật sự là nó rất là lợi. Cái này câu chuyện thực tế các bạn, có thật thực tế luôn. Rồi cái thứ ba nữa là cái lót sàn. Cái lót sàn cũng nên làm các bạn. Bởi vì xe nguyên bản của chúng ta cái phần lót sàn nó là lót sàn bằng nỉ. Thì khi các bạn biết là nếu cái phần lót sàn các bạn không có làm thêm cái lót sàn á, thì cái mùi hôi, ẩm mốc, nước nôi, bụi bẩn là nó ngấm trực tiếp vào luôn, ngấm một cái phần sàn luôn. Rất khó vệ sinh, bởi vì cái phần sàn này các bạn muốn vệ sinh rất khó. Các bạn chỉ hút cho nó sạch thôi, còn cái nước mùi là nó cứ ẩm mốc ở bên trong á, nó ngấm xuống cái phần ở bên dưới xe luôn, cái phần khung xe luôn. Và những cái phần điện đóm ở bên dưới cộng với lại là một thời gian như vậy thì nó rất là hôi. Còn lại các bạn làm thêm lót sàn thì rất là nhiều loại, simili, nỉ, lót sàn đúc bằng cao su, hay là lót sàn nhựa, hay là lót sàn 6D. Thì tùy các bạn muốn làm cái gì cũng được, để cho nó ngăn cái mùi hôi, bụi bẩn, cát đất nó ngấm trực tiếp xuống phần sàn. Mỗi lần chúng ta vệ sinh thì chỉ cần lấy cái phần lót sàn nó ra, mình xịt rửa, mình sạch, mình phơi nắng là ok. Lót sàn các bạn nên làm lót sàn. Đó là ba cái option rất cần thiết. Cho nên là ba cái option này kiểu gì kiểu cũng phải làm cho một chiếc xe ô tô, các bạn lưu ý nha. Còn thứ hai nữa là option cần thiết. Cần thiết ở đây là chúng ta lắp cũng được, nhưng mà không lắp nó cũng chả ảnh hưởng gì nhiều, nhưng mà có thì nó vẫn tốt hơn. Thứ nhất đó là cảm biến áp suất lốp. Cái cảm biến áp suất lốp này thì một số dòng xe hiện đại bây giờ đã có sẵn rồi các bạn, bởi vì nó cũng là một cái option, nó giúp cho chúng ta an toàn hơn trong quá trình vận hành. Tuy nhiên nếu mà cái xe của bạn chưa có thì các bạn hoàn toàn có thể lắp thêm, chi phí cũng rất hợp lý. Ví dụ như những cái mà đơn giản nó tầm triệu mấy à, nhưng mà có những cái nó tích hợp vô cái màn hình zin của xe luôn, đúng hãng luôn, thì nó tới 4-5 triệu, ví dụ vậy. Thì cái cảm biến áp suất lốp này các bạn biết là nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được cái áp suất này, mềm hay là cứng này. Nếu mà cứng quá thì nguy hiểm, chạy nó hay dễ bị nóng, nó nổ, nó tức nổ. Mềm quá thì nó hao xăng, chạy nó nặng nề cái xe. Thì biết được là những áp suất lốp đó như thế nào để mình điều chỉnh cho nó phù hợp. Cái thứ hai nữa là nó cảnh báo sớm những cái rủi ro. Ví dụ như cái xe của chúng ta, các bạn chạy đi, khi mà mới bắt đầu xì thì các bạn đâu biết được, vẫn chạy bình thường. Đến khi các bạn chạy các bạn cảm thấy nó giật khực khực khực, nó cụp 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 cụp, à cái mâm nó dập xuống đường đó, thì mới biết là à cái bánh xe của mình bị nổ mất rồi, bị bể, bị mềm mất rồi. Lúc đó thì buộc là phải gọi cứu hộ hoặc là chạy đến nơi vá, chứ lúc đó là các bạn không có thể nào cứu được luôn. Còn ví dụ như các bạn biết được nó sắp xì nè, mình xuống mình kiểm tra nè, hoặc là mình biết nó xì, mình canh được cái thời gian để mình chạy đến cái nơi xử lý vá xe luôn, hoặc là mình xuống mình thay bánh dự phòng sớm luôn. Lúc đó là vừa tiết kiệm được chi phí, mình không có phải thay cái lốp. Còn khi mà nó dập rồi, ok là thay lốp, thậm chí còn thay mâm luôn á. Nhưng mà mình cảnh báo được sớm những cái rủi ro thì mình sẽ hạn chế được cái việc là mình mất chi phí cũng như là mất thời gian. Đó, áp suất lốp thì nó đơn giản chỉ như vậy thôi các bạn, cũng công dụng khá phết.
Cái thứ hai nữa là đèn nổ từ xa. Đèn nổ từ xa cũng rất là hay. Một số dòng xe cao cấp thì đã có đèn nổ từ xa rồi, còn những cái dòng xe phổ thông thì thường thấy là ít có đèn nổ từ xa. Nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể làm thêm. Cái đèn nổ từ xa này nó có tác dụng mà rất là hữu hiệu khi mà chúng ta di chuyển ở những cái điều kiện thời tiết nó nắng nóng, hoặc là không cần nắng nóng mà di chuyển hàng ngày thôi. Cần lấy ví dụ như mỗi buổi sáng chúng ta đè nổ cái xe trước khi chúng ta lăn bánh thì nó sẽ rất là tốt, bởi vì nhớt nhiếc ở bên dưới nó bơm lên trên thành máy đầu bò cam xúc bắp, nó bôi trơn đều như vậy, rồi các bạn chạy xe lăn bánh cái xe rất là tốt, cái động cơ rất là bền. Còn các bạn leo lên, các bạn chạy liền ấy, thì trong một khoảng thời gian 10-20 giây ấy, nó chưa có bôi trơn kịp thì lúc đó là nó bị thiếu bôi trơn, nó bị thiếu ma sát trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Tuy nhiên thì cứ ngày này qua ngày khác, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, tháng này qua tháng nọ thì nó sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều đến cái độ mòn của cái động cơ. Còn nếu mà các bạn leo lên xe mà các bạn đợi được 1-2 phút đó, thì chạy quá là ok rồi. Tuy nhiên thì cái tình trạng xô bồ buổi sáng hay ngủ nướng với anh em mình đó, thì nhiều khi leo lên xe không đã trễ giờ làm rồi chạy luôn. Còn có cái đèn nổ từ xa hữu hiệu lắm nha. Ví dụ như Cường mỗi buổi sáng nha, cái lúc mà Cường đi giày á, Cường đang cột dây giày, Cường cột ra cái xe ở ngoài á, Cường cột dây giày trong này nè, Cường bấm bật cho nó nổ máy trước, rồi đi giày giày xong ra ngoài là đúng 1 phút là chạy xe luôn. Nó rất là tiện các bạn. Rồi các bạn chạy xe ngoài đường mà trời nắng nóng nực á, mà trước khi leo lên xe các bạn đề nổ cho cái không gian máy lạnh ở bên trong nó kích hoạt, mát mẻ, leo lên xe cực kỳ dễ chịu. Còn mới mà bước lên xe nhiệt độ bên trong 50-60 độ C cực kỳ nóng, leo lên xe cái là ngộp lên, và mình phải chịu đựng cái thời gian ở trong vòng 1-2 phút thì nó mới bắt đầu nó mát. Còn chị em phụ nữ nào mà trang điểm á, leo lên xe mà 50-60 độ chắc chảy hết cả kem trang điểm luôn các bạn. Đó thì có cái đèn nổ này cũng rất là hay ha. Có những cái tình huống diễn ra hàng ngày và khi mà mình chạy xe trong thời tiết nắng nóng rất là hiệu quả luôn. Cái option thứ ba là gập gương tự động. Gập gương tự động cũng hay phết các bạn. Những cái dòng xe bây giờ đa số là cũng thấy có gập gương rồi. Tuy nhiên thì với một số dòng vẫn chưa có gập gương. Thì cái gập gương này cần sử dụng, cần thấy á, là trong những cái điều kiện mà mình chạy xe mà mình khóa xe á, có cái gập gương này, khi mà mình khóa xe gương nó cụp vào, tự động nó cụp vào, chứ mình không phải bấm nút bên trong, thì nó sẽ giúp cho mình á, không bao giờ quên gương, không bao giờ quên gập gương nè. Thứ hai nữa là trong những cái tình huống mà ví dụ như có một cái cửa nào đó mà mình đóng nó chưa được kín đó các bạn, mà nó hở, mà mình nếu mà bình thường á, khi mà mình bấm khóa nó chả có cái cảnh báo gì đó các bạn, và gương thì nó cứ như vậy thôi, tại vì nó không có gập gương mà khi nào mình bấm bên trong nó mới gập, còn khi nào mà mình không bấm thì nó cứ mở ra vậy, và mình khi mà bấm khóa nó cũng không gập, mà có mấy cửa hở như vậy thì nó cũng không có mấy cảnh báo gì, thì nó sẽ gây ra tình trạng là nhiều khi mình bấm xe nhưng mà thực ra cái xe của mình chưa khóa. Còn có cái gập gương này á, khi mà các bạn bấm khóa mà chưa thấy nó gập là đi một vòng kiểm tra xem là có cái gương nào, có cái cửa nào nó chưa gập, chưa đóng kín hay chưa. Lúc đó đóng lại kín, bấm khóa mà thấy gương cụp vào rồi là chắc cú yên tâm, xe của mình đã được khóa kín 100%. Có hai cái công dụng vậy, không bao giờ sợ quên gương, và yên tâm là khi mà gương nó cụp là chắc chắn xe của mình đóng kín 100%. Rất là hiệu quả luôn, nó có kiểu như là một cái tính năng cảnh báo vậy đó. Rồi thứ tư nữa là phủ ceramic. Cái ceramic này thì nó cũng cần thiết các bạn. Cần thiết đối với lại những khách hàng yêu xe, mê xe và những cái dòng xe hạng sang. Mà không cần hạng sang nữa, vài trăm triệu cũng làm được. Bởi vì ở Việt Nam mình, xe ô tô giống như là một cái để mình diện đó. Mình đi gặp đối tác các thứ, tăng cái khả năng uy tín của mình, thì nhìn một cái xe lúc nào cũng sạch, bóng loáng, thì người ta thấy được chủ nhân của chiếc xe này rất là chỉnh chu, rất là kỹ tính, và người ta cảm thấy là thích làm việc với người này. Còn ví dụ như xe của mình mà dơ giấy, bẩn thỉu, bùn đất các thứ, nhìn đó, người ta mất cái ấn tượng ban đầu. Thì khi mà có cái phủ ceramic này, ceramic có 3 tác dụng. Thứ nhất đó, đẹp, chắc chắn là công dụng đẹp, giúp cho xe lúc nào cũng bóng, cũng loáng, sang trọng, mịn màng, nhìn là mướt liền các bạn. Thứ nhất là đẹp. Thứ hai nữa là nó bảo vệ cái màu sơn. Bảo vệ cái màu sơn không bị ố theo thời gian, đặc biệt là vào mùa mưa, không có bị ố nước, không có bị sọc, rất là khó chịu. Thứ ba nữa là nó tạo cái hệ thống cánh sen, hạn chế bùn bẩn cát đất bắn lên xe, nó sẽ trôi xuống một phần,
tất nhiên là không trôi hết đâu, nhưng mà trôi xuống một phần thì nó giúp cho cái việc rửa xe hay là trong cái quá trình sử dụng xe thì nó đỡ bị dơ hơn. Thì đó là ba công dụng chính của phủ ceramic. Còn cái công dụng thứ tư là chống chày. Nhưng mà thực tế Cường nói không bao giờ có tác dụng chống chày với phủ ceramic. Cho nên là các bạn coi ai mà quảng cáo có chống chày nên xem lại. Còn Cường á, Cường không bao giờ quảng cáo là có tác dụng chống chày, mà chỉ là ba công dụng đó thôi, chứ Cường không hề nói có tác dụng chống chày. Bởi vì có sao Cường nói vậy, chứ đừng có nói quá lên để mình bán cái sản phẩm đó. Nhưng mà khi thực tế khách hàng nhận được cái sản phẩm đó thì lại không đúng như mình quảng cáo, thì khách hàng lại cảm thấy rất là ấm ức và hậm hực và mất cái niềm tin. Cho nên là có sao Cường nói vậy, không có tác dụng chống chày, mà ba cái công dụng chung chính của nó là như vậy, thì phủ ceramic cũng nên làm cái phủ ceramic đẹp đó. Chi phí cũng rẻ đó các bạn, vài triệu đồng. Rồi cái option thứ 5 đó là chống chày bật bước. Này cũng hay, nghe cái tên của nó các bạn biết cái công dụng nó là đúng không? Chống chày cái phần thành bật bước lên xuống của cái ô tô. Bởi vì cái thành đó là bằng sơn, bước lên bước xuống giày dép mà cứ dậm lên, cát đất mới dậm lên thì kiểu gì nó chả chày. Có cái đó nó sẽ hạn chế được cái chống chày. Và cái miếng nhôm chống chày CNC nó làm rất đẹp, nó sang trọng cái xe, và nó bảo vệ cái phần sơn của chúng ta không bị chày ở những cái điều kiện nhạy cảm nhất, là cái chỗ hay chúng ta bước lên bước xuống. Chứ không phải là ngoài bậc bước nha, có cái bậc bước ở bên ngoài thì khác rồi, nhưng mà ở bên trong nó có cái phần chống chày bậc bước á. Thì các bạn nào mà hay xem kênh YouTube của Cường là biết ngay là xe nào Cường cũng gắn cái đó cho khách hàng, tặng cho khách hàng hết luôn. Bởi vì nhìn cái xe người ta đi đỡ bị chày, mình cảm thấy yên tâm. Mình nghe cái xe chưa mua về chưa gì đã chày hết rồi, lại không thích đúng không các bạn? Chống chày bậc bước ha. Thứ 6 là camera 360 độ. Thì cái này thực ra mà Cường nói nó cũng là một option cần thiết các bạn. Cần thiết, Cường nói đây là một option cần thiết. Bởi vì dù ít hay nhiều, lái cứng hay là yếu, thì sẽ có một lốp chúng ta cần cái cam 360 này. Bởi vì vô những cái đường hẻm nó chật hẹp, nó đông đúc như ở Sài Gòn hay thành phố Hồ Chí Minh, thì có những cái con hẻm á hả, các bạn chạy vô hả, bên trái bên phải còn có khoảng tầm này từng này không, cực kỳ sát. Thì lúc đó các bạn ngồi trên xe, các bạn không thể nào nhé, không thể nào mà các bạn canh được hết á. Buộc lúc đó phải có một người lơ cho các bạn, là người xuống chỉnh trái phải tới lui để cho nó không bị cà. Chứ các bạn ngồi trên xe, các bạn không thể nào mà canh chuẩn được cái ngưỡng là 5-7 phân đấy các bạn. Mà lúc đó là buộc là phải có người lơ. Thì lúc đó cái cam 360 này nè, nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong cái quá trình sử dụng như vậy. Dù là các bạn lái cứng nha, còn các bạn mà đi một mình là thua luôn á. Đi một mình là phải nhờ người ngoài người ta hỗ trợ mình. Còn có cam 360 là mình chủ động được hoàn toàn. Đó là dành cho những người lái cứng. Còn đối với người lái yếu á, thì nhiều khi cách 1 mét thì người ta vẫn quẹt được. Thì lúc đó cái cam 360 này rất hữu hiệu cho những người mới lái, lái cứng, hay là chị em phụ nữ, hay là chúng ta mua xe về mà nhiều người sử dụng. Thì nhiều người sử dụng, có người lái cứng lái yếu, có người lái cứng lái yếu đúng không? Thì lúc đó cái cam 360 này rất hay. Thứ nhất là che tới che lui, nhìn nó cảnh báo xung quanh tiện, an tâm. Thứ hai nữa là đỡ bị chày cái xe. Thứ ba nữa là an toàn cho người khác. Đủ đường luôn, nhìn mọi góc nhìn luôn. Cam 360 ha. Đó là 6 cái option cần thiết các bạn. Thì 6 option này các bạn nếu mà có điều kiện, các bạn cứ lên cho Cường nhìn cái xe, đến một lúc nào đó các bạn sẽ thấy nó rất là hữu hiệu thôi. Chứ đảm bảo 6 cái option này thì kiểu gì các bạn sử dụng xe hàng ngày các bạn cũng gặp phải thôi, không thể nào tránh khỏi. Rồi đến cái option, đến cái mục thứ 3 là tùy vào nhu cầu. Tức là những cái option sau đây sẽ tùy vào cái nhu cầu của các bạn. Các bạn có thì các bạn gắn, các bạn không có nhu cầu như vậy thì các bạn khỏi cần gắn. Thứ nhất đó là về cái về che mưa. Cái về che mưa này thì theo cùng thấy, nếu mà khách hàng ở kiểu như là miền Trung, miền Nam, miền Tây thì không cần, không cần. Nhưng mà những cái vùng ví dụ như Đà Lạt, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, nói chung là những cái vùng mà khí hậu nó lạnh lặng và hay có cái tình trạng là mưa phùn kéo dài, thì lúc đó cái nhu cầu của khách hàng á là người ta không có cần sử dụng máy lạnh trong xe nhiều, mà người ta cứ thích cái không khí ở bên ngoài. Bởi vì cái không khí bên ngoài là người ta đã lạnh rồi, thì lúc đó nếu mà kèm theo mưa phùn á thì hạ kính xuống là nước vô. Nhưng mà có cái vẻ che mưa đó, các bạn hạ khoảng tầm 3 phân này, các bạn vẫn tận hưởng cái không khí bên ngoài mà nước thì vẫn không vô được xe. Rồi cái thứ hai nữa là nhìn cái xe nó đầy đặn. Cái thứ ba nữa là
nếu như sử dụng ở trong những cái điều kiện thời tiết nắng nóng như ở Sài Gòn mình đi, thì cái về che mưa này nó sẽ có tác dụng là ví dụ như các bạn đậu xe ngoài trời mà nắng nóng hầm, các bạn hạ kính xuống giúp cường khoảng tầm phân. Người ngoài người ta nhìn vô là không biết cái xe đang hạ kính, nhưng mà có cái không khí nó lưu thông ở bên trong, cái nhiệt độ ở bên trong nó giảm rất là nhiều. Còn đóng kín đó, nó là cái hiệu ứng nhà kính, nó nóng lắm, 50-60 độ C là bình thường. Cho nên là cái về che mưa là tùy vào nhu cầu của bạn nha. Rồi cái thứ hai nữa là cái phủ gầm. Phủ gầm cũng tùy vào nhu cầu. Nếu mà các bạn đi những cái điều kiện mà mưa nhiều, dơ nhiều, bùn đất nhiều, đá dăm nhiều, nó bắn lên gầm xe nhiều, hay là những cái điều kiện đất đỏ hay là muối, những cái tỉnh ven biển, thì phủ gầm nên làm. Bởi vì nó sẽ giúp cho bảo vệ phần gầm. Thì nhiều khách hàng sẽ nói với Cường là à, gầm người ta đã sơn sẵn một cái lớp rồi, yên tâm là chống rỉ rồi. Thì đúng như vậy, nhà sản xuất người ta tính toán người ta sơn cho các bạn rồi. Nhưng mà các bạn hãy hình dung là với những cái điều kiện vận hành thực tế, ví dụ như Cường nói đá, đất nó bắn lên đi, thì cái phần gầm của chúng ta sẽ bị chảy, ít nhiều sẽ bị chảy. Thì cái từ cái chỗ chảy đó, nó sẽ loang lộ, nó rỉ từ cái chỗ chảy đó, nó rỉ ra, nó lan ra. Thì lúc đó là à, công nhận là nhà sản xuất người ta đã phủ rồi, nhưng mà người ta không có tính đến cái trường hợp đó. Người ta không thể nào mà biết được các bạn chạy những cái điều kiện gì. Ví dụ như đường Việt Nam mình á, trời, nhiều khi chạy ra một cái đoạn đường đá dăm không, chạy qua cái đá bắn cục lên cốp xe, lên cái gầm xe nghe rõ rệt luôn. Lúc đó kiểu gì cái phần gầm của chúng ta nó cũng bị chảy thôi các bạn, làm sao mà tránh khỏi. Chứ đâu phải như đường nó đẹp, đường mịn, đường nhựa hết. Có những cái điều kiện nó lại như vậy, thì lúc đó là nó rỉ từ cái chỗ đó rỉ ra. Rồi ví dụ như đường đất đỏ đi, nhìn cái gầm xe của chúng ta mà nó bùn, nó đỏ le, nhìn nó dơ, nâng cái gầm lên là mất cái giá trị cái xe rồi. Còn có cái phủ gầm vô, nó sẽ hạn chế những cái bùn đất, bụi bẩn nó bắn lên. Nó là cao su non. Cao su non là nó kháng nước. Kháng nước là không có đọng nước các bạn. Nó bắn lên, nó trôi xuống, bắn lên, nó trôi xuống, bắn lên, nó dội xuống các bạn. Thì nhìn cái phần gầm của chúng ta mỗi lần rửa vệ sinh nó cũng dễ, và nhìn cái phần gầm của chúng ta nó sạch hơn rất là nhiều. Rồi ví dụ như đi ở đường mưa mà muối ven biển nhiều, thì nó sẽ hạn chế cái phần ăn mòn từ muối. Ví dụ như cái phần gầm nhà sản xuất người ta tính toán độ bền 10 năm, nhưng mà cứ chạy muối hoài, chạy ven biển hoài, cái phần gầm của chúng ta nó giảm còn 5-6 năm thôi. Nhưng mà có cái phần phủ gầm nó thêm một lớp nữa thì chạy chục năm không xi nhê gì đó. Còn nếu mà anh em nào mà chạy xe đường nhựa đẹp, đường khô ráo đẹp, thì nhiều khi cái đó là không cần, thì không cần phải phủ gầm. Thì tùy ha, khách hàng có điều kiện sử dụng như thế nào thì mình biết được là mình có nên cái phủ gầm này hay không. Rồi cái thứ ba nữa là cái chống chảy hõm cửa các bạn, cái chén cửa, cái phần cửa của chúng ta, cái tay nắm cửa để mình mở cửa ra, thì nó có cái hõm như vậy nè, thì rất là hay bị chảy cái chỗ đó. Bởi vì móng tay hay này để chúng ta đeo nhẫn thì kiểu gì nó cũng bị chảy thôi. Và nhìn một cái xe mà cái ở cái vị trí đó là cái vị trí mà ngày nào chúng ta cũng nhìn, ngày nào mình cũng nhìn hết đó. Bởi vì lên xe là mở cửa, mà mở cửa là phải nhìn chỗ đó, thì nhìn cái xe lúc nào cũng bị chảy dăm cái chỗ đó thì nhìn rất là khó chịu. Thì có cái phần chống chảy này nó sẽ giúp cho chúng ta chống chảy, nó bảo vệ cái phần đó không bị chảy và nhìn cái xe nó đẹp hơn. Còn nếu mà nó bị chảy thì mình chỉ cần thay cái đó là xong, không ảnh hưởng gì đến lớp sơn zin. Rồi cái thứ tư nữa là anten vây cá. Thì đối với là cái dòng Ford Everest á, hay là những cái dòng Ranger á, thì nó có cái anten khoảng 20 phân này nè. Thì các bạn hoàn toàn có thể thay cái anten vây cá cho nó đẹp hơn. Thì tùy nhu cầu, muốn đẹp thì mình thay. Rồi cái thứ năm nữa là hắc kính UD, Head Up Display. Tức là nó sẽ hiển thị cái tốc độ lên cái phần xe của chúng ta luôn, hiển thị lên luôn, nghe lên cái kính lái luôn. Không phải kính lái mà là nó sẽ có một cái màn kính, nó hiển thị lên cái màn kính đó và giúp cho nó hiển thị biển báo tốc độ nè, rồi là số km nè, rồi là có luôn cả áp suất lốp. Khi mà có những cái đó thì các bạn sẽ hình dung là nếu mà các bạn chạy tốc độ cao, các bạn chạy đường dài liên tục thì các bạn nên làm cái đó. Bởi vì khi mà chạy tốc độ cao và đường dài liên tục á, mà chúng ta cứ lướt lên lướt xuống á, nhiều á, thì nó sẽ rất là nguy hiểm và nó làm mất tập trung và làm cho chúng ta mệt mỏi nhiều hơn. Còn nếu mà các bạn chạy đường dài liên tục mà có cái đó, các bạn cứ nhìn thẳng vào đường, nhìn đường xong nó cứ hiển thị một cái con số mình có thể nhìn rất là dễ dàng và thuận tiện. Nó không làm cho chúng ta là bị sao nhãng, cũng như là đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng tốc độ. Có cái đó rất là hay.
Rồi cái thứ 6 đó là chánh bùn ARB. Thì Cường cũng đã gặp rất là nhiều khách hàng, người ta chia sẻ là trên cái đường anh đi, ví dụ như là Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum á, những cái đường nó bùn nhiều lắm các bạn. Thì ví dụ như mua cái xe màu trắng, màu xanh đi, màu đỏ đi, mà cái phần chắn bùn của những cái xe nguyên bản ấy thường nó có khúc à, có khúc à các bạn, nó có dài, thì kiểu gì bùn đất nó cũng bắn lên cái phần bên hông xe hay là cái phần đuôi xe, nhìn nó gớm lắm. Nhưng mà có cái phần chắn bùn ARB là hay lắm nha. Các bạn xem cái video của Cường, Cường làm chiếc xe Ford Everest cho anh Tèo giao lên Đắk Lắk á, có cái chắn bùn ARB là nó dài ra thêm một khúc vậy nè, nó chắn gần như là hoàn toàn cái phần bùn đất bắn lên đuôi xe và bên hông xe luôn, rất là hiệu quả luôn các bạn. Chi phí thì rất rẻ, không bằng một cái chầu nhậu của các bạn luôn, mà nhìn cái xe nó khác hẳn và chạy thực tế nó khác hẳn luôn, hiệu quả cực kỳ. Đó là 6 cái option mà tùy vào nhu cầu của các bạn, tùy vào nhu cầu. Các bạn đúng với cái nhu cầu đó thì các bạn làm, không đúng thì thôi, không làm chả sao, không ảnh hưởng gì cả. Rồi tiếp đến là cái option nâng cao các bạn, nâng cao. Tức là cái nâng cao thì nó sẽ hơi tốn tiền một xíu và nó hơi xa xỉ một xíu. Tức là ví dụ như 100 người thì có 3-4 người làm kiểu vậy. Thì đầu tiên đó là cái cảm biến chân ga. Thì khách hàng nào mà thích cái cảm giác nó chạy mà mình đạp nhẹ ga là xe nó bắt đầu nó chồm đi rồi, nó thể thao đó, thì mình làm thêm cảm biến chân ga này, nó sẽ hạn chế cái độ chế của cái chân ga. Mình đạp đến đâu là có tại đó, đạp đến đâu là xe nó lôi mình đi tại đó, thì cái đó là cái cảm biến chân ga. Cái thứ hai đi kèm nữa là cái cảm biến công suất, nó sẽ giúp cho cái xe mạnh hơn khoảng 20%. Ví dụ như xe Ford Everest là khoảng 213 mã lực à, 20% nó lên khoảng 250 mã lực, mạnh các bạn, chạy là cảm giác khác liền. Thì dẫn đến là nó sẽ hao nhiên liệu hơn, chắc chắn là như vậy, hao nhiên liệu hơn và cái xe mạnh hơn. Chứ không có cái xe nào mà các bạn mà muốn nó mạnh mà nó tiết kiệm đó các bạn, đá mạnh là phải hao dầu, hao xăng. Thì cái này tùy ha, nó là hơi nâng cao, nó hơi xa xỉ một xíu. Rồi thứ ba nữa là cái cửa hít tự động. Cửa hít là gì? Đóng nhẹ vào thôi, không cần dập vô, đóng nhẹ vô, tự động nó hít vào, nó rất êm ái và nhẹ nhàng. Thì cái này nói nâng cao thì cũng không phải là nâng cao quá, mà cái cửa hít này nếu mà gia đình nào có con nhỏ thì sẽ rất là hiệu quả trong cái việc sử dụng hàng ngày. Ví dụ như đứa con nít đi, nó đang ngủ, nó lên xe nó ngủ, mà các bạn cứ đóng cửa ầm ầm, nó tỉnh giấc và nó khóc. Nít các bạn biết là đang ngủ mà nó tỉnh giấc mà nó khóc à. Nhà Cường có con nhỏ, Cường cũng vậy, Cường biết mà. Nó có con đóng, nó đang ngủ ngon lành mà nó bị cái gì đó tỉnh dậy là nó khóc một buổi, xong nó bắt đầu ngủ lại. Kiểu như mình rất là sót đúng không, mình sót con của mình, mình sót. Rồi khi mà có cái cửa hít như vậy á, thì các bạn đóng nhẹ vẫn yên tâm được cái giấc ngủ của trẻ con, của những đứa cháu, đứa con trong nhà mình, nhưng mà cái xe của mình nó vẫn được đóng kín hoàn toàn. Thì lúc đó rất là hay với cái cửa hít này. Thì cái cửa hít này với những cái tình huống cụ thể các bạn sẽ thấy nó rất là hữu hiệu. Còn nếu mà di chuyển sử dụng hàng ngày các bạn sẽ không thấy nó, thấy nó bình thường, thấy nó không có tác dụng gì. Rồi cái thứ tư đó là cách âm chống ồn. Bản thân của chiếc xe Ford Everest thì nó cũng đã cách âm rất là tốt rồi, nhưng mà có những khách hàng người ta vẫn chưa hài lòng, thì người ta sẵn sàng bỏ ra cái số tiền 20-30 triệu để người ta cách âm full xe, cách âm 4 hộp bánh xe, cách âm sàn xe, cửa xe, trần xe. Thì cái khi mà cách âm xong á, nhiều người cũng thấy nhiều video trên YouTube á, thì cũng thấy là người ta phản bác cái ý kiến này, cách âm không có tác dụng gì hết á. Nhưng mà đó là do người ta làm chưa tới các bạn, hay là làm chưa đúng. Chưa tới ở đây là gì? Ví dụ như thấy nó rào rào từ 4 cái hộp bánh xe, xong mình cách âm có 4 cái hộp bánh xe, xong lên đo lại thấy nó không có sai lệch nhau nhiều. Nhưng mà thực tế là cái độ ồn từ cái lốp đâu phải nó đi lên từ 4 cái hộp bánh xe đâu, mà đi từ vô cái thành cửa nó cũng đi vô nè, đi từ cái gầm xe đi lên nè, nó đi nhiều lắm chứ bộ, chứ đâu phải là riêng cách âm 4 cái hộp bánh xe là nó êm. Không có, đã cách âm, đã không làm thì thôi nha, đã làm là phải làm cho tới full hết 4 hộp bánh xe, gầm xe, 4 cái cửa, trần xe luôn, thậm chí làm luôn cả cái khoang máy thì nó mới là đỉnh cao. Và thứ hai nữa là chọn cái vật liệu cách âm mình sử dụng ở đây là gì. Sử dụng hàng tào lao, hàng Trung Quốc hay là những cái hàng tào lao,
thì lúc đó là không có tác dụng nhiều. Nhưng mà với những cái vật liệu ví dụ như là 3M hàng chuẩn của Mỹ nha, hay là Dr. Actac Made in Russia, Russia là Nga các bạn, đang đánh nhau với Ukraine đó, thì những cái vật liệu này nó cho cái chỉ số chống ẩm, chống ồn rất tốt luôn. Ví dụ như là nó dày vậy nè các bạn, nó dày gần cả phân vậy nè, nó gồm hai lớp bên trong, một lớp là tiêu âm, một lớp là phản âm. Cái âm đến đó nó dội ngược lại, còn có cái âm nào mà đi qua được thì đến cái lớp đó nó tiêu luôn, cực kỳ êm. Ví dụ như xe Ford Everest thường chạy 100 km/h, cái chỉ số độ ồn của nó khoảng 62 dB, nhưng mà làm xong nó giảm hẳn 2 dB luôn. Các bạn đừng thấy con số 2 dB là nó nhỏ nha, nhưng mà thực tế mình ngồi trên xe mà mình nghe 2 dB này, 60 và 62, là nghe nó cảm nhận được bằng tai luôn, nó êm hơn hẳn. Và cảm giác như là cái xe nó lướt đi, nó bồng bềnh lắm các bạn, tại vì mình chưa quen mà nó êm. Ví dụ như mình chạy nó hơi ồn một xíu thì mình cảm giác àn thật, mình đang lao trên đường đúng không, nhưng mà nó êm quá mình nó làm cho mình cái cảm giác nó hơi bồng bềnh, cảm giác nó bay bay á. Cường trải nghiệm rồi cho nên là Cường thấy nó cảm giác như vậy á, cho nên là cái cách âm chống ồn này cũng hơi nâng cao một xíu. Bởi vì khách hàng thì thực sự với Ford Everest, ví dụ như Ford Everest thì nó cũng chưa đến cái ngưỡng mà mình ồn quá mà làm cho mình khó chịu, bản thân của nó rất là êm rồi và chúng ta hoàn toàn có thể hài lòng cái điều đó rồi, cho nên là nâng cao. Thì với cái option rất cần thiết á, nâng với 4 cái hạng mục là rất cần thiết tùy nhu cầu và nâng cao, thì ở cái phần rất cần thiết này thì Cường thấy là hầu như 100 xe, 99 xe là làm. Rồi cần thiết là 100 xe, là khoảng 70 xe là làm. Tùy nhu cầu thì 100 xe thì khoảng tầm 4 đến 50 xe là làm. Còn nâng cao thì 100 xe thì nó khoảng tầm 4-5 xe là làm. Đó. Thì nó có những cái tỷ lệ như vậy. Bởi vì trong quá trình Cường công tác, Cường bán cả hàng trăm xe, cho nên là Cường hoàn toàn có thể đánh giá được cái nhu cầu khách hàng ở đây là gì, và tổng hợp lại chia sẻ các bạn, để các bạn khi mà có nhu cầu mua xe chưa biết về mình cần làm những option gì, qua video của Cường là các bạn biết, các bạn có thông tin đấy, tiền trong túi của các bạn, thông tin Cường chia sẻ các bạn, và các bạn là người quyết định. Đó là cái phương châm của Cường. Các bạn mua xe ở đâu cũng được, mua xe ở miền Bắc, miền Nam, hãng này hãng kia không sao hết, Cường vẫn hỗ trợ, Cường vẫn chia sẻ những cái thông tin ngoài lề cho các bạn. Thì các bạn mà thấy cái video này hữu ích, hãy đăng ký kênh của Cường, bởi vì Cường còn làm rất nhiều video kiểu như thế này để chia sẻ với tất cả những khách hàng đi ô tô, chứ không riêng gì đi xe Ford. Đó, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường, và đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường nha. Có nhu cầu mua xe hay độ xe cứ gọi điện thoại cho Cường, Cường sẽ hỗ trợ các bạn ở cái mức giá tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye.